vừa ướp gia vị các kiểu cho vào phơi này mọi người nhé. Đầy ắp cái phơi này luôn nhưng mà nặng quá. Ui bây giờ cho vào một gian thôi. Nó mới nhẹ. Thì đây, đây lật một phát rồi. Xong rồi mang vào chén luôn mọi người nhé. Chà, nóng quá. Nhìn hấp dẫn không? Tí nữa nó vàng óng lên. Ăn nó mới phê. Thơm lắm. Nếu hôm nay anh em mình đi săn được một buổi nào mà thật nhiều trong anh em mình sẽ làm các loại món nha mọi người nha. Luộc à, hấp này, hấp này, xào này, nướng này, à, nấu riêng mẻ mắm tôm này, xong rồi làm nộm niết gì đấy nấu miếng quách mọi người ạ. Hôm nay em mới được có 4 con chỉ nướng rồi mọi người, chờ đón em tí nữa là chín xong. Xem hấp dẫn không nha mọi người nha. Ui giời, ngon thế. Ui mắc 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 mắc. Mắc cái này. Mắc mắc. Ui. Mắc mắc mắc. Ui. Ui chà 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 chà. Ui. Ngon quá các bạn ơi. Ui. Ây da. Nhìn phê rồi đấy. Ui da da da. Đây là món thịt thịt chuột ướp riêng mẻ đó mọi người. Da nó bám hết lên đây nên nó mất một cái màu vàng. Đặt cho sẵn rồi. Đi mua bia rồi. À, cứ đến lúc ăn là đi trước à? Ôi, mình là mình, hôm trước mình đã nói rồi. Bỏ bia, bỏ rượu đi để mình làm người. À đâu, mình vẫn làm người. Thế là hôm nay uống nước ngọt cùng Mao Đệ. Thôi, tranh thủ lúc thằng Đạt cho săn nó đi chẹt trước. Thì lúc nào, lúc ăn mà đi thì đúng là... Chào chào. Cái da của nó này, mọi người vàng chưa? Với tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Đây này, đây này. Ngon quá anh ơi. Đây này, mình sẽ demo cho mọi người biết thế nào là con chuột đực nào. Nhớ nhá, nè, đùi nó này. Ui, trắng như ngọc trinh. Ui. Như thịt của hoàng đế ấy. Thế này mới là thực sự là ngon này. Như hôm qua là anh em mình rán gọi là nhòm nhám lắm. Đỉnh đây ạ. Ngọt nhá nhờ. Với lỗ rồi đấy. Gạo cả nướng rồi sao. Ngọt thế. Ngọt quá. Thơm. Ngon rồi đấy. Nó tuyệt vời lắm. Mình để mình nói nhá. Dương nhá. Cái chuột là cái chuột mà anh em mình đánh này, nếu mà để sống như con hôm qua ấy là sẽ ngon nhất, khi nướng lên ấy, còn nguyên da với kia ngon nhất. Còn những con mà đánh nó chết rồi nó về khó vặt lông. Nó hay bị mất da. Vẫn ngọt lắm. Đây, vẫn giữ được da nó nhưng mà khi nướng nó lên nó sẽ hay bị cháy như thế này nhá. Nhưng mà phần sơ da trong này rất là ngon nhá. Đúng rồi, cũng ngon lắm. Đúng rồi đấy, cái đấy này. Cháy gia vị rồi. Ngon nhỉ anh ạ. Tuyệt vời. Ui, đây này, đây này. Đây này, đây này. Đây này. Mọi người thấy gì kìa chưa? Thấy nhỉ. Ui. Ui, trời. Nhỉ. Ui, cái này. Cái này mình đang tưởng tượng là ngon như thịt của hoàng đế. Mà dễ. Ngon quá. Con này ngon với anh nhỉ? Chẳng ngon. Con nào chẳng ngon. Sao mày cười? Quyết tâm bỏ bia rượu. Trung thành với cục thì không được. Mày cay. Em muốn bỏ bia rượu. Anh mày bảo không? Anh mày bảo em. Đúng nào mà như kiểu trong người ta bảo anh mà uống bia ấy, em quả đốt vậy. Là chung là đấy thôi, bỏ bớt thôi, mình không biết rượu nhiều đâu, nhưng mà cố gắng nhà mình nó hơi gành, cạnh cái xưởng gạch nên hơi ổn tí, mọi người thông cảm nhé. Lần sau anh em mọi người có mò
Lần sau anh em mình sẽ làm một món chuột siêu to khổng lồ, giờ chưa đến mùa nó mà đến mùa hẳn á. Thì nó thật ra là đến mùa hẳn thì quá nhiều luôn. Đến mùa hẳn nhiều lắm, anh em mình đi đuổi toàn 20-30 cân á. Còn mùa này là nó đang đẻ mới cả đang nuôi con nhỏ mà nhỉ. Còn đây là anh em mình cắt cơn thôi, cắt cơn. Ăn gan không anh nhỉ? Ngon lắm. Đó. Gan chuột là rất ngon lắm. Dính riêng ăn cay 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 là ngon lắm. Cái này có lon bia nữa. Hết giờ. Hết giờ gì? Mày biết gì mà hết giờ? Mọi người biết mình thích ăn nhất là phần gì của chuột không? Không phải phần đùi đâu nha, mà là có phần mạng sườn này này. Đấy, này này. Cái phần này nó rất là ngon nha, mà nó kiểu mình cảm giác nó béo, mà nó ăn nó thế nào nhỉ? Nói chung là mình thấy là nó ngon nhất đấy. Ngon lắm. Cái gì ăn thì có là đặc vị. Hả? Đặc vị. Mà ông gọi đặt cho săn về là nó hết luôn đấy. Hết với anh em mình luôn đấy. Anh ấy phân cho ông cả. Không phải phân, đi ăn cỗ là mất chỗ. Đi đúng cái mạng sườn này. Ui. Đây. Đây nha mọi người. Ăn chuột phải ăn như thế này. Chỗ này ngon nhất. Khả nhận phế. Em cầm nhưng quá. Thỏa mãn chưa? Hết thèm thường chưa? Không thèm. Hôm nay cho ăn một con này cho mình. Hết thèm thường luôn. Đối với một số người thì đây là một món ăn khá là kinh dị, nhưng mà khi làm nó đẹp lên, ngon lên. Ui dù, thịt chuột nhá, nó gọi là ví như kiểu là mình trâu. Mình tính nó ăn ngon hơn thịt gà này, ngon béo trâu. Hơn thịt lợn này, nó kiểu nó thế nào, nó ngon lắm. À, nó rất nhiều dưỡng chất lắm anh nhỉ. Ngon. Mà cái bọn này phá hại mùa màng là phải diệt bỏ. Anh ơi, bao giờ đến mùa đấy? Mình phải làm nhiều món vào. Còn anh em mình mà đi săn bắt chuột, săn bắt chim cũng bị nói mà. Săn bắt gì cũng bị nói. Bây giờ mà săn bắt chuột mà bị nói nữa là kiểu như mấy bạn hôm trước có comment ở dưới là cần phải bảo tồn. Bây giờ những động vật quý hiếm, những động vật kia thì anh em mình bây giờ không động vào nữa rồi. Phải bảo tồn. Giả dụ như con chuột này, bây giờ đi bắt chuột bảo vệ mùa màng thì lại bảo là sát hại, sát sinh ấy. Ui giời ơi. Anh chỉ đọc vợt. Nó bảo sát sinh, mình không biết nói nào nữa. Nếu mà cho mình thêm sát sinh lại này nữa, cho khoảng thầm mình sát thật nhiều luôn. Để chém thật nhiều cái món này luôn. Ngon. Em demo thế thôi. Khả năng là clip này mình cũng xin phép kết thúc ở đây đây. Vì clip khá là dài rồi. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha. Cảm nhất vẫn là món chuột nha. Hôm nay anh em mình đi đánh chuột, anh em mình lại quay cho mọi người xem nha. Phê cực. Đi đánh về mọi người ăn ngon lắm. Ngon lắm. Mà tạm dừng không. Không, cái máy quay nó rơi xuống đất. Camera men gãy, rớt hết dãi rồi. Đây không, hết cả dãi dãi. Không là anh em mình chén hết rồi. Tại vì anh em mình mà ăn nốt ra hai con này là chắc khả năng anh em mình không còn đất sống nữa. Thôi chào tất cả mọi người nhé. Bye bye.